sống truyền thông số 1 giả vờ chống Trung Quốc để chống cộng. Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Quốc hội Việt Nam bắt đầu thảo luận về dự án luật đặc khu kinh tế mới trước khi bỏ phiếu thông qua vào cuối kỳ họp. Dự luật quy định rằng nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, nhà đầu tư nước ngoài có thể thuê đất ở đặc khu vào thời hạn 99 năm thay vì 70 năm như luật hiện tại. Hiện nay, không ít đại biểu Quốc hội đang phản đối dự luật này họ cho rằng việc cho thuê đất với thời hạn 99 năm không những không tạo hiệu quả kinh tế như kỳ vọng mà còn tạo ra nguy cơ an ninh chủ quyền của đất nước. Các tờ báo chính thống cũng đã đăng tải nhiều ý kiến ủng hộ các vị đại biểu này. Việt Nam là một nước dân chủ và việc thảo luận về chính sách tại quốc hội và trên công luận là một sinh hoạt bình đất bình thường trong xã dân chủ. Tuy nhiên, nhiều nhiều tổ chức chống cộng trong và ngoài nước đang lợi dụng cuộc thảo luận này cho mục đích chính trị riêng của họ một mặt, họ mượn dự luật đặc khu kinh tế mới để truyền truyền rằng các đại biểu Quốc hội Việt Nam đang bán nước cho Trung Quốc. Mặt khác, họ định phát động cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược mà họ đã nhiều lần tổ chức vào năm 2011 đến nay. Sau khi quan sát, chúng tôi thấy sóng truyền thông này có hai đặc điểm. Một là nó dựa trên những suy đoán vô căn cứ và cả những lời nói dối. Trong thực tế, nếu Trung Quốc muốn xâm lược bằng cách thuê đất ở đặc khu, thì họ có thể xâm lược với thời hạn 70 năm hiện nay, chứ không cần thời hạn 99 năm cho cổ lực dự luật mới. Trong thực tế, các quốc gia đang áp dụng thời hạn thuê 99 năm như Thái Lan và Malaysia đều chưa bị Trung Quốc xâm lược. Trong thực tế, Quốc hội Việt Nam chưa bỏ phiếu thông qua dự luật. Nhiều đại biểu Quốc hội đang phản đối dự luật này và nhiều tờ báo chính thống đang đăng tải ý kiến của họ một cách tự do. Như vậy, quan điểm rằng Quốc hội Việt Nam đang bán nước cho Trung Quốc bằng cách cho thuê đất 99 năm ở các đặc khu dường như rất xa với thực tế. Đặc điểm thứ hai là các tổ chức chống cộng không hề quan tâm đến chủ quyền của đất nước. Họ chỉ giả vờ chống Trung Quốc để tuyên truyền chống cộng, đòi lật đổ nhà nước để phục vụ cho mục đích chính trị riêng. Qua Facebook, chúng tôi được biết ông Lê Tân, một đảng viên Việt Tân ở Mỹ, sẵn lòng biến Việt Nam thành thuộc địa của Mỹ và thông qua ông này, Đảng Việt Tân đã gửi về nước để in áo biểu tình chống Trung Quốc cho nhóm Nô Xem ra, chính Đảng Việt Tân và các nhóm biểu tình trong nước đang nhận tiền của đảng này mới là thành phần bán nước. Sóng truyền thông số 2, cổ vũ quyền tư hữu đất đai. <laughs> Từ nhiều năm nay, một số nhân sĩ thuộc Diễn đàn Sội Dân sự và viện Phan Chu Trinh như Nguyễn Quang Nga, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Tương Lai, Nguyễn Đức Thành đã liên tục vận động đòi sửa đổi luật đất đai. Họ tuyên truyền rằng các mâu thuẫn kiện cáo xoay quanh tiền đền bù, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam đều xuất phát từ việc Việt Nam không công nhận quyền tư hữu đất. Vì vậy, họ đề nghị bỏ chế độ đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước quản lý để công nhận quyền tư hữu đất đai như ở các nước tư bản ngày 15 tháng 4 năm 2018, nhân kỷ niệm một năm vụ bạo động của nông dân đòi đất ở xã Đồng Tâm, nhóm nhân sĩ này lại kêu gọi tiếp tục kiến nghị đòi quyền tư hữu đất. Ngày 19 tháng 5 năm 2018, họ tiếp tục ra một tuyên bố khác nhân việc thu hồi đất của chùa Liên Trì và tu viện dòng Mến Thánh ở Giá ở Thủ Thiêm. 10 ngày sau, các nhóm công giáo chống cộng dần dần bởi dòng chúa cứu thế kỳ đồng tiếp tục ra một tuyên bố đòi quyền tư hữu đất nhân vụ thủ thiêm. Như vậy, dòng chúa cứu thế và các băng nhóm chống cộng nương nhờ họ đã chính thức liên binh với viện Phan Chu Trinh, một mặt trận đòi quyền tư hữu đất. Tham nhũng, bất công liên quan đến đất đai là một vấn nạn có thật trong xã hội, nhưng ở chế độ tư hữu đất có giúp giải quyết vấn nạn này hay không? Thực tế là không. Theo thống kê tờ báo The Guardian thì trong năm 2017, không có bất cứ nông dân Việt Nam nào bỏ mạng vì tranh chấp đất đai. Trong khi đó, ở Philippines, có 5 dân oan bị giết mỗi tháng bởi cảnh sát, quân đội hoặc người của các tập đoàn lớn. Ba nước có nhiều dân oan bị giết nhất thế giới trong năm 2017 là Philippines, Brazil và Colombia. Cả ba nước này đều áp dụng chế độ dân chủ tư bản và thừa nhận quyền tư hữu đất. Trong đó, Brazil và Colombia theo thể chế tam quyền phân lập còn Philippines là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Như vậy, việc thay đổi chế độ tư hữu đất và chế độ chính trị có thể không giúp ích cho nông dân Việt Nam mà còn khiến nông dân thêm khổ. Sóng truyền thông số 3 Phản đối dự luật an ninh mạng Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận lần cuối về dự luật an ninh mạng trước khi biểu quyết thông qua vào ngày 12 tháng 6. Dự luật này quy định rằng các công ty cung cấp dịch vụ Internet như Facebook hoặc Google sẽ phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam. Quy định này cho phép các cơ quan công an nhanh chóng phát hiện và xử lý các dữ liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên Facebook. Chẳng hạn, công an sẽ dễ dàng gỡ bỏ các bài viết trên trang Facebook có nội dung chống nhà nước từ nửa năm nay, nhiều tổ chức và cá nhân chống cộng đã phản đối dự luật an ninh mạng một cách gay gắt. Trên mặt báo, họ nói dự luật an ninh này vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam. Nhưng trong thực tế, dễ nhận thấy ảnh dự luật này ảnh hưởng đến chính họ hơn là đến người dân bình thường. Hiện nay, Ô Xuân Hy Đức, tức Trương Hy San, là cây bút dẫn đầu về việc phản đối dự luật an ninh mạng. Trong 2 tuần cuối tháng 5, ông San đã viết 7 post trên Facebook để phản đối mỗi post của ông đều có thể đạt tới 2.000 like. Post dài nhất được đăng thành bài trên trang BBC tiếng Việt. Ông Nguyễn Quang Đồng, một phóng viên VN tham gia nhóm nhịp cầu Hoàng Sa của Trương Nguyên San, cũng theo ông San viết bài phản đối. Nhóm Trương Nguyên San hoàn toàn có quyền góp ý một cách hợp pháp về các chính sách mà Quốc hội đang thảo luận. Tuy nhiên, họ nên lưu ý hơn đến chất lượng bài viết. Chẳng hạn, Trương Nguyên San viết trên BBC rằng cảnh sát không được xâm phạm quyền riêng tư và quyền tự do cá nhân trừ phi có chát của tòa án tuyên bố này sai trong mọi quốc gia có pháp luật cảnh sát đều có quyền xử phạt hành chính mà không cần đến chát của tòa và được lục soát bắt tạm giữ những người phạm tội bị bắt quả tang theo thông lệ này cảnh sát hoàn toàn có quyền xử phạt hành chính đối với những bài viết vi phạm pháp luật trong thực tế, chính phủ nhiều nước khác ngoài Việt Nam cũng đang kiểm soát dữ liệu trên Facebook và Google vì lý do an ninh quốc gia. Chẳng hạn trong chương trình Prism, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã trực tiếp quản lý, truy cập dữ liệu của Google, Microsoft, Apple và Skype để phục vụ cho mục đích của họ. Để cho công bằng, các nhà chống cộng nên nghiên cứu kỹ các chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ trước khi công kích chương trình tương tự của chính phủ Việt Nam. sóng truyền thông số 4, vụ Nguyễn Khắc Thủy. Ông Nguyễn Khắc Thủy, năm nay 78 tuổi, đã bị một số gia đình ở chung cư Vũng Tàu tố cáo có hành vi dâm mô với trẻ em từ năm 2004. Ông Thủy bị ra tòa tuyên án 3 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, đến phiên phúc thẩm ngày 11 tháng 5, tòa lại cho ông hưởng tù án treo. Theo báo chí, thì ông Thủy được hưởng các tình tiết giảm nhẹ gồm việc ông đã có tuổi bệnh tật, là cán bộ ngành ngân hàng, có nhiều đóng góp và là đảng viên đảng Cộng sản. Quyết định này của tòa đã tạo ra bức xúc lớn trong dư luận. Lợi dụng dư luận, nhiều tổ chức cá nhân chống cộng đã đồng loạt tuyên truyền rằng nền tư pháp Việt Nam đang thiên vị đảng viên. Tuy nhiên, trong phiên xử giám đốc thẩm ngày 1 tháng 6 năm 2018, tòa đã hủy án treo và y án sơ thẩm 3 năm tù giam cho Nguyễn Khắc Thủy sau quyết định của tòa, sóng truyền thông của phong trào chống cộng cũng khép lại không kèn không chống. Dự báo trong tuần tới, các tổ chức chống cộng sẽ tiếp tục mượn chuyện chống Trung Quốc để vu cáo Quốc hội Việt Nam bán nước. Nhân dịp kỷ niệm 7 năm phong trào biểu tình chống Trung Quốc khởi phát vào ngày 5 tháng 6 năm 2011, họ sẽ cố làm phong trào thối nát này hồi sinh. Ngoài ra, họ sẽ khai thác phiên xử phúc thẩm các thành viên hội anh em dân chủ diễn ra vào ngày 4 tháng 6 dù Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội đã khóc xin tha ngay tại tòa. Sau cùng, họ sẽ tiếp tục khai thác bức xúc của các nhóm dân oan để tuyên truyền đòi quyền tư hữu đất trong dài hạn. Bản tin cuối ngày, Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018 xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần tới. Xin cảm ơn.